bây giờ cái cảm giác của mình á, là nó sẽ bị châm chích tăng 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 à, cái những cái vùng đặc biệt là hai vùng má này mọi người, cái vùng mà mình xuyên nói là chăm sóc đặc biệt để cho nó bong cái lớp sạm xỉn ra đây mọi người thấy không ạ? Đấy nè, lớp sạm xỉn nè, cái mặt của mình nó no no đúng không chị em, và cái da của mình nó sẽ châm chích tăng 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 tăng, cảm giác đó hoàn toàn bình thường nha cả chị em ơi. Và mình cứ để nó như vậy à, vẫn cứ thoa và vẫn cho nó tiếp tục đào thải ra, đến khi nó có một lớp dày nhiều nó khó chịu và nó bắt đầu nó bong nhẹ thì lúc đó mình giảm liều hoặc là mình sẽ ngưng nha cả nhà. Còn cảm giác nó tăng 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 khó chịu, kệ nó bất bình thường chút xíu thôi, chị em có ngứa thì mình có thể cái tay mình thật thì mình vỗ vỗ như thế này, mình gờ gờ như thế này nè. Còn nếu như mà mình có khăn giấy á, thì mình lấy khăn giấy tách ra, đừng để ngón tay trực tiếp nó lên, như vậy nó sẽ làm cho da mình dễ bị tổn thương á. Còn không mình chỉ lấy cái thịt của cái tay của mình á, mình vỗ vỗ như thế này nè đó đấy. Ôi trời, nó xấu dữ gì trời, không kệ, xấu xong rồi đẹp, xấu trước đẹp sau nha cả nhà.